quý vị, trong khi người dân các tỉnh phía Bắc đang gánh chịu nỗi đau sau bão số 3, tức bão Yagi, một video có tựa đề quả báo làng lũ Lào Cai xuất hiện trên YouTube khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ vì nội dung xuyên tạc và giật tích câu view. Video này đã gây nên làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Video quả báo làng lũ Lào Cai dài hơn 42 phút kể về câu chuyện một con hổ quấy phá người dân trong làng. Mặc dù nội dung không hề liên quan đến làng lũ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nhưng cách đặt tiêu đề đã tạo ra sự hiểu nhầm nghiêm trọng, khiến nhiều người dân đau lòng khi liên tưởng đến ngôi làng này, nơi vừa trải qua thiên tai khủng khiếp. Kênh YouTube này với hơn 324.000 lượt đăng ký đã đăng tải nhiều video gây tranh cãi. Trong trường hợp này, việc lợi dụng nỗi đau của người dân để giật tích câu view không chỉ gây bức xúc mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, luật sư Hà Hải thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các kênh YouTube khi đặt tít cần tuân thủ quy định pháp luật, không bôi nhọ, xúc phạm danh dự, làm nhục người khác, không vi phạm thuần phong mỹ tục. Trước việc người đăng video có tựa đề quả báo làng lũ Lào Cai, luật sư cho rằng đây là hành vi phản cảm, tạo tâm lý hoang mang trong dư luận. Luật sư Hà Hải chia sẻ, giữa lúc cả ba miền đất nước đang tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả của thiên tai, mà chủ kênh YouTube lại đăng video với tít như thế là phản cảm, đi ngược lại với toàn bộ nguyện vọng của số đông, tạo tâm lý hoang mang, chia rẽ và có dấu hiệu mê tín dị đoan. Cơ quan chức năng cần mời chủ kênh YouTube lên làm việc, xác định rõ về động cơ, ý thức của người đăng video này. Trên cơ sở đó, tùy tính chất, mức độ vi phạm mà các cơ quan chức năng mới có thể xử lý vi phạm hành chính. Trong khi đó, luật sư Trương Văn Tuấn thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi của chủ kênh YouTube này được xem là có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Luật sư này nhận định, chủ kênh đăng video với tựa đề quả báo làng lũ Lào Cai có thể xem là hành vi đăng tải những thông tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật về làng lũ nhằm câu view, câu like. Đây được xem là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý vi phạm hành chính tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Luật sư Trương Văn Tuấn phân tích, căn cứ theo quy định tại Điều 101, Nghị định 15 năm 2020 được sửa đổi bởi khoảng 37, Điều 1, Nghị định 14 năm 2022, người có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân thì có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Bên cạnh đó, người thực hiện hành vi còn bị buộc phải gỡ bỏ thông tin bịa đặt vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 3, Điều 101, Nghị định 15 năm 2020, được sửa đổi bởi khoản 37, Điều 1, Nghị định 14 năm 2022. Thưa quý vị, trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, thì Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, tức PA03, Công an thành phố Hà Nội, đã nhận thông tin về vụ việc. Khi đang vào cuộc xác minh, cơ quan này nắm được Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tức A05, Bộ Công an, đã tiến hành xác minh. Nguồn tin cho hay, vụ việc đang được A05 phối hợp với Công an quận Cầu Giấy tại thành phố Hà Nội làm rõ để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, Sunrise Media được cho là đơn vị quản lý kênh YouTube Những bài học nhỏ đã đăng nội dung gây phẫn nộ này. Tiếp tục hành trình đến các địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3 tại tỉnh Lào Cai. Trong ngày 18 tháng 9 năm 2024, đoàn công tác xã hội của báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, tỉnh đoàn Lào Cai tiếp tục cứu trợ học sinh, người dân biên giới tại địa bàn huyện Bát Sát. Đoàn công tác đã đến thăm, động viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông số 3 Mường Hung ở huyện Bát Sát. Trước đó, ngày 9 tháng 9, mưa lớn, bão số 3 gây sạt lở đất, đè sập khu nhà nội trú 3 tầng cùng toàn bộ đồ dùng trang thiết bị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây chính là hiện trường của vụ sạt lở khu nội trú của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Mường Hung của huyện Bát Sát. Do ảnh hưởng bởi mưa bão số 3 thì toàn bộ cái phần đất đồi ở trên cao đã đổ sập vào cái khu nội trú này và đây là nơi ăn ở của 300 em học sinh. Ngay sau khi nhận được cái thông tin về cái thiệt hại tại nhà trường này thì ban biên tập báo Thanh Niên đã quyết định hỗ trợ ngay 150 triệu đồng để giúp đỡ nhà trường mua sắm lại những cái vật dụng ở trong các cái khu nội trú này để giúp các em sớm có cái nơi ở trở lại khi đến trường trong những ngày tới. Thì hôm đấy là thầy phó hiệu trưởng, thầy Nguyễn Thành Trung trực trường, thì thầy có gọi điện là anh ơi, toàn bộ cái khu đằng sau của cái nhà 5 tầng này là bị trượt xuống. Nó trượt xuống thì lúc đấy nó trượt xuống thì một phần,
Đấy thì lúc đấy thì anh em bàn và quyết định đưa ra cái phương án là toàn bộ học sinh của tất cả các khu vực bán trú, trong đó có cái khu vực 16 phòng học tập này, đấy, là phải di tản khẩn cấp. Tại đây, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam đã trao 150 triệu đồng trích từ nguồn ủng hộ của bạn đọc cho trường trung học cơ sở và trung học phổ thông số 3 Bường Hung, hỗ trợ bước đầu để mua sắm đồ dùng cho bếp ăn nội trú, chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại. Ngày hôm nay chúng tôi đón nhận được cái tình cảm của anh chị em biên tập rồi thì các nhà báo, phóng viên của báo Thanh Niên, thì chúng tôi trước hết là thay mặt chi bộ nhà trường, thay mặt các thầy cô và các em học sinh chân thành cảm ơn những cái tình cảm quý báu của các anh chị trong cái thời gian mà trường khá là nhiều việc và rất nhiều vấn đề cần phải dùng đến kinh phí để sửa chữa cũng như là để mua sắm một số cái trang vật dụng cho học sinh. Đấy, thì các anh chị đã có những cái tấm lòng hảo tâm để giúp thầy và trò nhà trường là vượt qua những cái khó khăn trong cái giai đoạn này. Cũng tại đây, báo Thanh Niên đã trao 20 suất hỗ trợ, mỗi suất 5 triệu đồng cho 20 hộ tại xã Mường Hung và Trung Lèng Hồ có nhà bị sập hoàn toàn, mất trắng tài sản sau mưa lũ. Kể lại hôm xảy ra trận sạt lở, nhiều người dân nơi đây vẫn còn rất bàng hoàng. Hôm đấy là sáng, buổi sáng là 7 giờ sáng là em đang đứng trước cửa nhà thì em thấy đất nó lún xuống. Xong một tí là em mới hô mọi người là chạy đi, đất sạt rồi. Lúc đấy là rất là nhanh, một cái luôn. Lúc đấy em rất là hoảng và em đã hô mọi người là khu nhà em là chạy hết. Là lúc đấy là chúng hai cái nhà hàng xóm anh em nhà em ấy ạ. Thì lúc đấy bọn em là chạy ra chợ rồi. Đến khu nhà em thì chưa đến. Đến 6 rưỡi em mới nghe tin là nhà chúng mày sập rồi, bằng phẳng hết rồi. Lúc đấy bọn em cũng không biết làm như nào nữa. Lúc đấy gọi là bằng phẳng hết rồi anh ạ. Rời khu vực gần trường trung học cơ sở và trung học phổ thông số 3 Mường Hung, đoàn tiếp tục đến thăm người dân thôn Phình Trải 2, xã A Lù, cũng thuộc huyện Bát Sát. Cũng trong ngày 9 tháng 9, một vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn này đã vùi lấp hoàn toàn 28 hộ dân, làm chết 7 người. Ngày 9 tháng 9 năm 2024, như một cơn ác mộng với rất nhiều người dân tỉnh Lào Cai. Mình chỉ mong là gia đình không sao chạy thoát được để mình về, tài sản các kiểu mất hết không sao, chỉ cần là người còn là được rồi, nhưng mà về thì người cũng mất hết, chẳng còn cái gì luôn rồi anh. Người nhà cũng bị thiệt hại, chẳng biết bây giờ đi đâu về đâu. Tại thôn Phình Trải 2, báo Thanh Niên đã trao hỗ trợ ban đầu cho mỗi hộ dân 5 triệu đồng. Trong ngày 17, 18 tháng 9, tại hai huyện Bắc Hà và huyện Bát Sát của tỉnh Lào Cai, đoàn công tác xã hội của báo Thanh Niên đã trao tặng đồng bào tổng cộng 665 triệu đồng cùng nhiều hàng hóa như sữa, thịt hộp, xúc xích, với hy vọng sẽ góp phần giúp người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão số 3 sớm vượt qua những ngày gian khó. Cùng đi với đoàn công tác, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hải Hà trao 74 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các hộ dân bị mất nhà và 1.650 suất đồ dùng học tập, tổng trị giá 100 triệu đồng. Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư TT Capital có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp trao hàng trăm suất quà cho đồng bào vùng mưa lũ Lào Cai nằm trong gói cứu trợ 2.000 suất quà trị giá 1 tỷ đồng thông qua báo Thanh Niên để tặng người dân các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Cao Bằng. Bên cạnh đó, thông qua báo Thanh Niên, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hòa An, Hanfic, trụ sở tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã gửi tặng 25 phần quà thiết yếu đến 25 hộ dân xóm Phiên Mòn, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, chăn ấm, màn chống mũi, chiếu nằm, tổng trị giá quà gần 50 triệu đồng và được các phóng viên báo Thanh Niên đang có mặt tại Cao Bằng phối hợp với Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bảo Lạc, đồn biên phòng Cô Ba và chính quyền địa phương trao tận tay bà con.